Ờ, cảm ơn con. Vậy à, sắp tới là ngày 20 tháng 11 rồi. Vậy chúng mình có những cách nào để thể hiện tình cảm với thầy cô giáo của chúng mình nào? Nam, cô thấy không con? Nam, cô thấy Lan nào? À rồi, cô trả lời rất chính xác. Cảm ơn con. Vậy trong tiết hoạt động trải nghiệm ngày hôm nay thì cô sẽ tổ chức cho chúng mình làm việc để tặng thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11. Lớp mình có đồng ý không nào? Có. Bây giờ dạy mình mà còn những thầy cô đã dạy mình trước đây. Lớp có đồng ý không? Có.